Tôi rất hân hạnh khi được có mặt trong buổi tập huấn chiều ngày hôm nay để giới thiệu với quý vị một số các cái nội dung liên quan đến hướng dẫn tra cứu các cái cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam và EU trong công cụ hiệp định thương mại tự do giữa hai bên. Như quý vị cũng đã được nghe các cái bài trình bày sáng nay thì cũng được thấy là EVFTA là một FTA thế hệ mới và các cái nội dung thuộc diện điều chỉnh của cái hiệp định này nó rất là rộng. Nó không chỉ bao gồm các cái nội dung mang tính chất phi truyền thống như chúng ta vẫn thường có trong các FTA thông thường, ví dụ như là về thương mại hàng hóa, xóa bỏ thuế quan, về dịch vụ đầu tư hay là các vấn đề liên quan đến TBT hay SPS, mà nó còn điều chỉnh các cái nội dung phi truyền thống khác, ví dụ như mua sắm chính phủ hay là doanh nghiệp nhà nước vân vân. Thì tuy nhiên cái nội dung cơ bản nhất trong các FTA, không chỉ trong FTA truyền thống mà các FTA thế hệ mới, ví dụ như là hiệp định EVFTA chẳng hạn, thì cái nội dung cơ bản nhất vẫn là liên quan đến thương mại hàng hóa, liên quan đến việc xóa bỏ thuế quan. Và cái cam kết cụ thể đối với việc xóa bỏ thuế quan như thế nào của hiệp định EVFTA thì nó sẽ được điều chỉnh tại chương 2 của hiệp định với tên gọi là đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa. Thì các cái nội dung chính của chương 2 này nó sẽ bao gồm một số các cái phần chính như sau. Thứ nhất là đối với các cái cam kết về đối xử quốc gia, thì cái nội dung này thì nó cũng tương đương như là cái nguyên tắc cơ bản của WTO mà chúng ta đã tham gia từ năm 1997. Có nghĩa là nôm na là chúng ta đối xử với hàng hóa trong nước như thế nào thì cũng phải đối xử tương tự, không kém thuận lợi hơn như đối với cái hàng hóa nhập khẩu. Và đó là cái nguyên tắc cơ bản xuyên suốt trong WTO và cũng như tất cả trong các cái FTA mà chúng ta đã và đang tham gia. Thế còn một cái nội dung mới nữa mà Việt Nam lần đầu tiên, có thể nói là lần đầu tiên cam kết trong khuôn khổ EVFTA và hiệp một cái FTA thế hệ mới khác là CPTPP, đó là nội dung liên quan đến hàng tân trang. Thực ra thì hiện tại thì quy định trong nước của chúng ta thì chưa có quy định cụ thể thế nào là hàng tân trang. Tuy nhiên thì trong khuôn khổ EVFTA và CPTPP thì các nước đưa ra một số các cái quy định chung đối với hàng tân trang và nói ngắn gọn là đưa ra cái cam kết là đối với hàng tân trang thì các cái cư xử đối với hàng mới như thế nào thì hàng tân trang cũng sẽ tương tự như vậy. Tức là thuế nhập khẩu đối với hàng mới ra làm sao thì thuế nhập khẩu đối với hàng tân trang cũng tương tự như cái hàng mới đó. Thế còn đối với một cái nội dung tiếp theo là liên quan đến cắt giảm, xóa bỏ thuế quan đối với thuế nhập khẩu thì cái này thì cũng rất là quen rồi. Thế nhưng mà trong khuôn khổ EVFTA thì lát nữa tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về cái nguyên tắc cắt giảm cũng như là cái cam kết cụ thể của EU và Việt Nam trong khuôn khổ EVFTA. Một cái nội dung nữa được điều chỉnh tại cái chương 2 của hiệp định đó là nội dung về hợp tác về hải quan để thực thi và kiểm soát các cái ưu đãi về thuế quan, chủ yếu liên quan đến các cái biện pháp để phòng chống cũng như xử lý các cái trường hợp về gian lận hải quan hay là gian lận xuất xứ trong quá trình hàng hóa lưu thông giữa hai bên. Nội dung tiếp theo được điều chỉnh trong cái chương 2 này là liên quan đến thuế xuất khẩu. Thì sáng nay thì tại bài trình bày của ông Hà Duy Tùng, Phó Vụ trưởng Bộ Quốc tế của Bộ Tài chính, thì quý vị cũng đã được thông tin là thuế xuất khẩu là một trong những cái nội dung mà Việt Nam cam kết trong khuôn khổ EVFTA và CPTPP. Thì cái cụ thể cái cam kết của Việt Nam như thế nào thì lát nữa tôi cũng sẽ có một cái phần trình bày tiếp theo. Một cái nội dung nữa đó là về hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu, thì cái này thì tương tự như ở trong WTO thì chúng ta cũng có một số cái bảo lưu nhất định đối với việc hạn chế định lượng với cấm nhập khẩu đối với một số mặt hàng, và trong khuôn khổ EVFTA thì chúng ta đã bảo lưu được cái cam kết đó của Việt Nam. Một cái nội dung nữa đó là liên quan đến thủ tục về cấp phép xuất khẩu và nhập khẩu, thì cam kết cơ bản của cái nội dung này thì chủ yếu liên quan đến phần về minh bạch hóa, có nghĩa là các nước khi mà dự kiến ban hành một cái biện pháp về thủ tục liên quan đến cấp phép nhập khẩu hay cấp phép xuất khẩu thì phải có nghĩa vụ là thông báo cho nước bên kia, cụ thể trong hiệp định này là thông báo cho EU về cái ý định cũng như cái dự thảo cái biện pháp về cấp phép nhập khẩu đó của mình, và phải có nghĩa vụ là dành một khoảng thời gian hợp lý để cho EU cũng như là các cộng đồng doanh nghiệp có thời gian đóng góp ý kiến đối với cái dự thảo quy định đó. Thế còn một cái biện pháp, một cái nội dung nữa cũng được thuộc diện điều chỉnh của chương 2 đó là liên quan đến xóa bỏ các biện pháp phi thuế quan theo ngành hay còn gọi là MTB. Thì trong khuôn khổ hiệp định EVFTA thì hiện tại thì có cái phụ lục liên quan đến các cái biện pháp MTB này áp dụng đối với một số đúng mặt hàng là dược phẩm và các thiết bị y tế. Đấy là một số các cái nội dung chính được thuộc diện điều chỉnh của chương 2. Thế còn cụ thể đối với phần nội dung về cam kết về cắt giảm xóa bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu nó được quy định cụ thể như thế nào thì quý vị có thể vào trong cái văn kiện của hiệp định và xem ở điều 2.7 của chương 2. Tức là nó quy định như thế này:
Mỗi bên sẽ phải cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ bên kia theo tiểu phụ lục 2A1 và tiểu phụ lục 2A2 và không được tăng thuế vượt quá mức đã cam kết. Nôm na có nghĩa là tiểu phụ lục 2A1 đó là biểu cam kết về xóa bỏ thuế nhập khẩu của EU và tiểu phụ lục 2A2 là biểu cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu của Việt Nam. Thì trong cái biểu cam kết đó thì nó sẽ có cái mức thuế suất cũng như cái lộ trình xóa bỏ cái mức thuế suất đấy một cách rất là cụ thể trong cái tiểu phụ lục này, tương ứng với từng nước. Và một cái nội dung cam kết nữa liên quan đến cái việc là cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế nhập khẩu, tức là nó cho phép là các bên có thể đơn phương đẩy nhanh cái việc xóa bỏ thuế quan này, tức là đẩy sớm cái lộ trình đã cam kết ở trong cái phụ lục của mình. Và khi mà các nước quyết định đẩy sớm cái lộ trình đấy thì cũng phải thông báo trước cho nước bên kia để có thể được nắm được tình hình và có thêm thông tin về cái việc đẩy nhanh cái lộ trình xóa bỏ cam kết. Và một cái quy định nữa, tức là các bên cũng có thể yêu cầu tham vấn lẫn nhau để có thể xem xét đẩy nhanh hoặc cái mở rộng cái phạm vi cắt giảm thuế quan so với những cái mức mà đã cam kết ở trong tiểu phụ lục của hai bên. Thế còn các cái điều nội dung mà liên quan đến thuế xuất khẩu thì nó được quy định tại điều 2.1. Một cái nội dung chính của cái điều 2.1 này nó là quy định là mỗi bên không được duy trì hoặc áp dụng bất kỳ loại thuế hải quan, thuế hoặc các khoản thu nào khác đối với việc xuất khẩu hàng hóa sang bên kia trừ các hàng hóa đã được quy định tại tiểu phụ lục 2A3. Nếu để ý thì ở đây quý vị có thể thấy là nó chỉ liên quan đến cái tiểu phụ lục 2A3, tức là cái biểu cam kết về thuế xuất khẩu của Việt Nam. Thì thực ra thì EU thì hiện tại thì thuế xuất khẩu của họ là họ không duy trì thuế xuất khẩu, mà chỉ có Việt Nam là vẫn được phép duy trì thuế xuất khẩu, và những cái mặt hàng nào được phép duy trì thuế xuất khẩu với mức độ như thế nào và lộ trình như thế nào thì nó sẽ được cam kết cụ thể tại cái tiểu phụ lục 2A3. Còn về nguyên tắc là hai bên không được áp dụng thuế xuất khẩu đối với những mặt hàng mà không Việt Nam mà không nằm trong cái danh mục tiểu phụ lục 2A3 đó. Một cái nội dung cam kết nữa liên quan đến thuế xuất khẩu đó là nếu một bên áp dụng thuế xuất khẩu thấp hơn biểu cam kết thì biểu cam kết thì mức thuế thấp hơn đấy thì được áp dụng, và nó sẽ không áp dụng khi một bên dành sự đối xử ưu đãi cho một bên hơn cho một bên thứ ba theo một thỏa thuận ưu đãi thương mại. Nôm na là như thế này, tức là hiện tại thì trong khuôn khổ các cái FTA mà Việt Nam đã tham gia thì có hai cái FTA thế hệ mới là CPTPP và Hiệp định EVFTA là Việt Nam có cam kết về thuế xuất khẩu. Nếu đối với các cái điều khoản này có nghĩa là trong trường hợp mà Việt Nam áp dụng thuế xuất khẩu đối với một nước ở trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP mà cái thuế xuất khẩu đó thấp hơn cái mức thuế xuất khẩu mà Việt Nam áp dụng cũng với mặt hàng đó khi được xuất khẩu sang EU thì nó sẽ không được phép tự động là áp dụng cho EU. Tôi lấy ví dụ với mặt hàng A, Việt Nam áp dụng thuế xuất khẩu trong khuôn khổ CPTPP khi xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP là 5%, ví dụ như vậy. Và cũng với mặt hàng A đó, nếu Việt Nam áp dụng thuế xuất khẩu sang EU là 7%, thì có nghĩa là cái 5% và 7% hoặc là hoàn toàn riêng rẽ với nhau. Điều đó và nó không có nghĩa là một khi đã áp dụng thuế suất 5% thì cái thuế suất đó cũng phải được áp dụng như là với EU. Và chính vì cái điều khoản như vậy mà nó dẫn tới một cái cam kết tiếp theo là hai bên có thể yêu cầu tiến hành rà soát khi một bên dành sự đối xử ưu đãi hơn cho bên thứ ba theo một thỏa thuận ưu đãi thương mại. Tức là nếu như trong trường hợp EU cũng muốn áp dụng thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng A đó khi xuất khẩu sang từ phía Việt Nam sang EU, thì tương tự như là từ Việt Nam xuất khẩu sang các nước CPTPP thì EU có thể đưa ra yêu cầu Việt Nam xem xét và rà soát lại cái mức thuế này, và có thể đưa ra yêu cầu là áp dụng tương tự như là đang áp dụng cho các cái hàng hóa xuất khẩu sang CPTPP, và lúc đó thì Việt Nam cũng sẽ có nghĩa vụ là phải xem xét cái yêu cầu đó của EU. Đấy là một số các cái nội dung chính liên quan đến cam kết về thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP. Thế thì tôi xin phép đi vào phần cái phụ lục. Ngoài cái chương 2 về quốc gia và liên quan đến phần về thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu thì nó có cái phụ lục 2A, tức là về cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan. Thì trong cái phụ lục 2A này thì nó có một số các cái nội dung chính. Phần đầu tiên là liên quan đến mục A là các cái điều khoản chung.
Ví dụ như là đưa ra các cái quy định thống nhất giữa hai bên về cái các cái lộ trình, các cái từ viết tắt ở trong cái biểu cam kết của từng bên một nó sẽ được cụ thể như thế nào, thì trong cái phần điều khoản chung nó sẽ quy định rất là rõ. Hoặc là nó các cái quy định chung về thuế suất cơ sở, và cụ thể là trong hiệp định này thì thuế suất cơ sở mà hai bên đưa ra trong những biểu cam kết của mình là thuế suất được áp dụng tại thời điểm năm 2012, tức là thời điểm hai bên bắt đầu tiến hành đàm phán hiệp định EVFTA. Một cái mục tiếp theo ở trong cái phụ lục 2A này là cái mục B liên quan đến hạn ngạch thuế quan. Thì trong khuôn khổ EVFTA thì hai bên vẫn có các cái cam kết liên quan đến việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với một số các cái mặt hàng xuất khẩu sang nước bên kia. Cụ thể là với EU thì họ cam kết là áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với 12 mặt hàng của Việt Nam, ví dụ như là gạo này, thủy hải sản, trong đấy có cá ngừ, rồi là surimi, hoặc là một số các cái mặt hàng liên quan đến tinh bột sắn thì là cũng được thuộc diện cam kết về hạn ngạch thuế quan khi mà xuất khẩu sang EU. Thế còn đối với Việt Nam thì chúng ta về cơ bản là cái cam kết về hạn ngạch thuế quan của chúng ta là giống như trong WTO. Và tiếp trong khuôn khổ cái phụ lục 2A này thì nó có một số các cái tiểu phụ lục, là tiểu phụ lục 21 như lúc nãy tôi đã giới thiệu với quý vị, đó là cái biểu cam kết về xóa bỏ thuế nhập khẩu của EU dành cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam. Rồi tiểu phụ lục 22 là cái biểu cam kết về thuế nhập khẩu của Việt Nam đối với một mặt hàng hóa được xuất khẩu từ phía EU. Rồi đến tiểu phụ lục 23 là cái biểu cam kết về thuế xuất khẩu của Việt Nam. Một số các cái tiểu phụ lục tiếp theo là tiểu phụ lục 24 là liên quan đến các cái biện pháp cụ thể về Việt Nam về quản lý nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa, tức là các cái biện pháp mà chúng ta đã bảo lưu được trong khuôn khổ WTO liên quan đến việc cấm nhập khẩu một số các cái mặt hàng, ví dụ như là hàng xe, phương tiện tay lái nghịch, hay là một số các cái mặt hàng cũ, thì chúng ta trong khuôn khổ WTO thì chúng ta đã bảo lưu được cái việc là cấm nhập khẩu. Thì trong khuôn khổ cái hiệp định EVFTA này, cụ thể là trong cái tiểu phụ lục 24 thì chúng ta cũng về cơ bản là chúng ta ghi lại cái danh mục đó để bảo lưu ở trong EVFTA. Thế còn một cái tiểu phụ lục cuối cùng là tiểu phụ lục 2A5 là hàng hóa loại trừ khỏi định nghĩa hàng tân trang. Thì như lúc nãy thì tôi đã trình bày là hàng tân trang thì về cơ bản là chúng ta cam kết là cư xử với hàng tân trang là như với hàng mới. Thì tuy nhiên thì trong cái tiểu phụ lục này thì chúng ta có đưa ra một số các cái danh mục loại trừ những mặt hàng hóa nào thì không được coi là hàng tân trang, để từ đó không được hưởng các cái ưu đãi như là hàng mới. Thì cụ thể các cái mặt hàng đó là như thế nào thì quý vị sẽ xem tham khảo trong cái tiểu phụ lục 2A5 này. Bây giờ tôi sẽ xin phép đi vào cái nội dung chi tiết của từng cái nội dung của trong cái tiểu phụ lục. Ở cái mục A là các cái điều khoản chung, thì trong này thì nó sẽ bao gồm các cái danh mục về các giảm thuế trong biểu cam kết của EU về Việt Nam. Nếu như quý vị đã từng lên xem cái biểu cam kết của Việt Nam và EU thì quý vị cũng có thể thấy là các cái lộ trình về xóa bỏ thuế quan trong cái biểu cam kết của hai bên, cụ thể là với EU thì sẽ là có các cái từ viết tắt, các cái lộ trình như là A là viết tắt của việc là sẽ xóa bỏ thuế quan ngay vào thời điểm hiệp định có hiệu lực, hay là B3, B5 tức là sẽ xóa bỏ thuế quan trong vòng 3 năm hay 5 năm, ví dụ như vậy. Và với Việt Nam thì cũng tương ứng như thế. Thì trong cái mục A này thì nó sẽ quy định rất rõ là các cái từ đấy, các cái lộ trình đó, nó cụ thể cái thuế suất nó sẽ về cái nguyên tắc cắt giảm nó sẽ là như thế nào. Một cái điểm đáng chú ý nữa được quy định ở trong cái mục A này là việc áp dụng các cái thuế suất mà hiện tại hàng hóa Việt Nam khi xuất khẩu sang EU được hưởng theo cơ chế GSP. Cụ thể là cam kết, hai bên thống nhất cái cam kết là thuế suất ưu đãi của EU theo EVFTA trong bất kỳ trường hợp nào không được cao hơn mức thuế thông thường của EU áp dụng cho hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam vào